Kính chào các đồng chí, kính chào quý vị khán giả. Tại kết luận số 72 ngày 23 tháng 2 năm 2024 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 13 ngày 16 tháng 1 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bộ Chính trị xác định 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó nêu rõ việc giao trách nhiệm cho người đứng đầu trong quyết định đầu tư. Chương trình luận đàm hôm nay sẽ đi sâu phân tích, làm rõ hơn nội dung này và đưa ra nhiều giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả kết luận số 72 của Bộ Chính trị. Đồng hành cùng chương trình, xin trân trọng giới thiệu hai quý khách mời. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế. Xin chào biên tập viên, kính chào quý vị khán giả. Và tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nguyên trưởng phòng nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội. Vâng, chào biên tập viên Phan Liên. Kính chào quý vị khán giả của chương trình. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2024 bao gồm cả năm 2023 chuyển qua là gần 7.984 tỷ đồng. Tính đến ngày 7 tháng 6 năm 2024, số vốn đã giải ngân được trên 974 tỷ đồng, đạt 12,2% kế hoạch, tỷ lệ giải ngân thấp hơn cùng kỳ năm 2023 là 3,4% kế hoạch. 8 sở ngành có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân toàn tỉnh gồm Sở Giáo dục và Đào tạo 8,7%, Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh 7,3%, Sở Xây dựng 5,3%, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 4,9%, Sở Giao thông Vận tải 0,6%, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng 0,2%, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị quản lý rừng. Riêng hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 11 năm 2022 với tổng kinh phí 1.800 tỷ đồng và cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 12 năm 2022 với tổng kinh phí 1.075 tỷ đồng chưa giải ngân. Các dự án chưa có khả năng giải ngân được nhận định là do đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó hai dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc chưa được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, một số dự án chưa phê duyệt thiết kế dự toán, đang trong giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, quá trình lập thẩm định thiết kế dự toán và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp. Một số dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng do người dân chưa đồng thuận về đơn giá, vị trí tái định cư để bàn giao mặt bằng, chưa phê duyệt hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng công trình. Các địa phương còn lúng túng trong việc xác định đơn giá đền bù mặt bằng, chưa có quy định về việc thanh toán chi phí tư vấn khảo sát đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng trong chi phí tổng mức đầu tư dự án, nên Ủy ban Nhân dân cấp huyện phải sử dụng ngân sách huyện để thanh toán chi phí tư vấn đối với các dự án do đơn vị chủ đầu tư cấp tỉnh triển khai tại các địa phương. Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan được xác định do các sở ngành địa phương chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công, nhân lực chưa đầy đủ, chưa tập trung giải quyết những khó khăn như chủ đầu tư và các địa phương chưa thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, giải pháp thi công chưa hợp lý, các đơn vị thi công chưa tích cực triển khai. Qua câu chuyện về việc chậm giải ngân vốn đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng, hai vị khách mời có đánh giá như thế nào về trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành, cơ quan, đơn vị địa phương? Chậm giải ngân đầu tư công ở Lâm Đồng nó gắn với cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Về mặt khách quan, chúng ta thông cảm và chia sẻ là trong đầu tư công nó có những quy trình buộc phải tuân thủ, buộc phải kinh qua, không thể làm tắt, không thể bỏ qua được. Mà chúng ta thấy rất nhiều dự án bị chậm ở Lâm Đồng đang ở cái giai đoạn, tức là ban đầu thôi, giai đoạn gọi là chuẩn bị đầu tư, và đặc biệt là nó gắn liền với cái quá trình giải phóng mặt bằng, cũng như là một số vướng mắc về luật, chẳng hạn như là đơn giá cho vấn đề tư vấn, rồi đơn giá đền bù, rồi người dân không đồng ý. Tất cả những đó, nó về mặt khách quan mà nói, nó là khách quan, nó nằm ngoài cái ý chí của người đứng đầu. Do đó chúng ta cũng phải xem xét một cách nó thận trọng về cái trách nhiệm người đứng đầu ở đây. Nhưng về mặt chủ quan thì nó thể hiện ở hai điểm. Thứ nhất đó, là người lãnh đạo làm việc chưa hết mình, chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, đặc biệt là chưa xây dựng cái bộ máy tư vấn của mình cho nó đủ năng lực và cho nó làm đúng thời gian được giao, kiểm tra kiểm soát để đảm bảo cái chất lượng tư vấn. Cái thứ hai nữa là cái này quan trọng hơn, là nếu người đứng đầu đó mà cứ sợ trách nhiệm, do mình kém kiến thức, do mình chưa tin tưởng vào đội ngũ tham vấn, đâm ra họ sợ trách nhiệm, họ chưa dám ký. Đối với Lâm Đồng, chúng ta biết là một trong những địa phương mà có cái việc giải ngân vốn chậm nhất, ì ạch nhất, mà do những nguyên nhân chủ quan và khách quan.
Nhưng theo quan điểm cá nhân tôi thì phần lớn là do cái nguyên nhân chủ quan là chính, phải nói thẳng như vậy. Thế thì tại sao cũng trong cái điều kiện, trong môi trường như vậy, điều kiện như vậy mà các địa phương khác giải ngân được? Và nguyên nhân chủ quan thì theo tôi nghĩ là trong cái tình hình, trong cái bối cảnh hiện nay thì có những quan điểm cho rằng là vì điều kiện hiện nay là do cái cơ chế của chúng ta là nó quá chặt chẽ, hay là có nhiều người do sợ trách nhiệm, đúng không? Nhiều người vướng vòng lao lý quá, cho nên người ta cũng ngại, người ta né tránh, người ta sợ. Nhưng cái việc đó hoàn toàn không đúng. Là vì từ khi cái luật đầu tư công mà được thay đổi, thay thế bằng cái luật đầu tư công cũ ấy, thì tất nhiên là có những cái mới tiến bộ hơn và nó cũng tạo điều kiện để thúc đẩy cái giải ngân vốn đầu tư công. Nhưng đồng thời ta thấy là cũng có những cái đòi hỏi những cán bộ quản lý phải có năng lực thực sự thì cũng có thể thực hiện, có triển khai được tốt, giải ngân được tốt. Đầu tư công ấy gây một thất thoát rất lớn, mà có nơi lãng phí đến 30-40%. Thường còn bình quân là lãng phí 11-12%, mà tổng cái nguồn vốn đầu tư hàng năm cho cái đầu tư công đối với hạ tầng cơ sở giao thông vận tải thì đầu tư chiếm vào khoảng 50% đầu tư toàn xã hội. Mà với 50% đó mà chúng thấy lãng phí vào khoảng 20-30% hoặc 10% thì không biết gây thất thoát là bao nhiêu. Chúng ta biết là điều 98 của luật đầu tư công năm 2019 thì cũng đã quy định là cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu gây thiệt hại thì sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Vậy thì đối với các công trình đầu tư sai, ví dụ như là chợ xây xong không ai đến họp, nhà xây xong không ai đến ở, và các cái sân vận động cấp huyện với cái mức đầu tư rất là hoành tráng, rất là lãng phí, thì làm thế nào để khiến cho những người có thẩm quyền phải chịu bồi thường ạ? Căn cứ vào cái mức lương của cái người cán bộ đó. Chúng tôi biết là hiện nay trong luật tòa án hình như trả bao nhiêu đó, 20% lương đúng không? Mỗi một tháng chẳng hạn, hay là 30% lương đến tận suốt đời. Đấy cũng là một cách để mà nó đánh vào cái túi tiền của cá nhân. Để từ đó anh hiểu rằng là anh phải chịu trách nhiệm suốt đời, chứ không phải là anh chỉ thu một lần tài sản là xong. Đây cũng là một cách tốt để mà chúng ta thấy rằng là vừa là lời nhắc nhở, vừa là một cái công cụ để mà răn đe, và đồng thời cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho những người mà chưa mắc phải. Thực thi khó khăn là thực thi. Ví đối với dự án rất là lớn, mà nếu mà một người cán bộ mà làm một cách công tâm, một cách liêm khiết, một cách chính trực ấy, thì cái nguồn thu nhập của họ thì tôi không có đủ khả năng để bồi thường cái việc đó. Người ta lấy thì người ta làm. Nếu không bồi thường được về mặt xử lý về mặt hành chính thì xử lý về mặt hình sự. Nhưng vấn đề thứ hai nữa là cái việc mà người ta quyết định sai như vậy thì do khách quan và hay chủ quan. Phải xem nguyên nhân cụ thể. Chứ chúng ta không thể đánh đồng tất cả là vào một nguyên nhân cả, đúng không? Nếu mà do khách quan thì người đó theo tôi nghĩ miễn trách nhiệm. Còn nếu mà do chủ quan thì phải xem mức độ, tùy theo mức độ nặng nhẹ. Chúng tôi lưu ý là cần phải làm rõ để mà tránh cái sự lạm dụng. Bởi vì chúng tôi biết trong thực tiễn, có những doanh nghiệp họ nói với tôi rằng là họ sẵn sàng hối lộ một quan chức ở một cấp nào đó mà có liên quan. Thì cái ông quan chức đấy, ông sẵn sàng ký một cái hợp đồng mua hay là thực hiện một giải pháp công nghệ nào đó mà tốn kém vào nhà nước tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Đấy. Và như vậy là chỉ vì lợi ích nhỏ, một mà làm thiệt hại lợi ích xã hội 100, thì cái đấy cần phải nhận diện, cần phải xử lý nghiêm. Chúng ta phải gắn với luật chống tham nhũng nữa. Bởi vì khi chúng ta chống tham nhũng đó, thì những hành vi mà sai phạm khiến cho dự án không hiệu quả do tham nhũng đó, thì anh đã bị tịch thu tài sản, anh sẽ bị truy tố, bị đi tù v.v. Thì tất cả những đó chính là một cái dạng mà giá phải trả cho những cái quy định sai trong đầu tư công. Trong từng dự án một sẽ có những hệ thống chỉ tiêu hiệu quả về mặt kinh tế, hiệu quả sau là gì? Thì căn cứ vào những cái đó mà chúng ta có thể đưa ra để quy cái trách nhiệm cho người đứng đầu, đúng không? Chứ chúng ta không thể nói chung chung. Bây giờ cứ nói là trách nhiệm người đứng đầu trong cái vấn đề là đầu tư công ấy thì phải xem xét cái hiệu quả. Nhưng hiệu quả của từng dự án, từng loại hình khác nhau thì nó hoàn toàn khác nhau. Có những dự án nói thật là người ta không vì lợi ích kinh tế, hiệu quả kinh tế, mà vì lợi ích gì, an sinh xã hội, vì lợi ích an ninh quốc phòng. Chủ trương đầu tư nhiều khi là tập thể. Tập thể. Đấy, còn người đứng đầu chỉ là cái người triển khai quyết định tập thể thôi. Thế thì khi đánh giá hiệu quả thì cũng không thể quy hết lỗi cho cái người đứng đầu được. Do đó tôi nhớ xin ý kiến của tiến sĩ Long đấy, là chúng ta phải đưa cái đánh giá đó vào trong cái báo cáo nghiên cứu khả thi đã. Bởi trong đó nó có đánh giá về mặt kinh tế, về mặt xã hội, về mặt môi trường, về mặt chính trị, rồi kỹ thuật v.v. Tất cả đều có đánh giá cả. Và những cái đánh giá đó chính là những cái để căn cứ xem là sau này nó cái hiệu quả dự án nó có đạt được cái kết quả đánh giá hay không. Cho nên ở đây trách nhiệm đứng đầu chúng ta cũng nên có một cái khoanh lại. Không thể trong dơ đồ đồ tầm được. Bởi vì một cá nhân không thể quyết định toàn bộ một cái dự án được, dù là có phân cấp như thế này chăng nữa. Đúng. Trong quá trình mà chúng ta thực hiện dự án đầu tư công ấy, giải phóng mặt bằng vẫn là một cái điểm nghẽn. Để giải quyết vấn đề này thì ngoài việc chúng ta thực hiện tốt các quy định của pháp luật thì
người đứng đầu cần phải năng động và cần phải sáng tạo. Bộ Chính trị cũng đã ban hành kết luận số 14 về bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo. Vậy thì ở đây chúng ta cần phải làm như thế nào để khuyến khích người đứng đầu năng động sáng tạo trong việc là giải quyết cái điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng? Một câu hỏi rất là hay và rất là khó. Nhưng mà chúng tôi muốn liên hệ câu trả lời gắn với cái luật đất đai mà sẽ có hiệu lực từ tháng 7, tháng 8 đó. Trong luật đất đai quy định là trong thời gian tới đó, ngay cả người đứng đầu cấp huyện là có thể quyết định cái tiền, giá trị của tiền để bồi thường khi lệ giải mặt bằng. Đây là một điều mà rất mới, rất lớn và thậm chí là áp lực cho những cán bộ cấp huyện. Tóm lại là một cái sự vô tư, một cái sự minh bạch về luật và đặc biệt là một cái sự bảo trợ một cách có tín nhiệm đấy của cấp trên trực tiếp cho cái người mà đứng đầu để giải mặt bằng là cực kỳ quan trọng. Một trong những nguyên nhân mà phổ biến hầu như tất cả các dự án đều mắc phải đó là vấn đề giải phóng mặt bằng. Thì trong giải phóng mặt bằng thì nó vướng ở chỗ nào? Thì quan trọng nhất là vướng về mặt lợi ích. Lợi ích có nghĩa là gì? Thực tế cái cơ chế giá đã thỏa thuận được chưa? Thế thì trên thực tế thì có những cái cơ chế giá thì nó không phản ánh đúng giá thị trường. Nhưng mà thực chất nếu mà đúng phản ánh giá thị trường thì hoàn toàn cũng không có lý. Là vì bản thân cái giá thị trường là do cái điều kiện mà khi có những hạ tầng cơ sở mới nó triển khai thì cái giá này mới phản ánh đúng giá thị trường. Có nghĩa là cơ chế giá hiện nay chúng ta thì chưa rõ ràng, chưa phân định rõ cái trách nhiệm. Cho nên nếu mà chúng ta mà có những cái quy chế, có cái cơ chế chính sách, có những văn bản pháp quy một cách rõ ràng ấy thì người ta mới có thể là tự dám nghĩ dám làm. Từ thực tiễn cuộc sống có thể thấy là việc Bộ Chính trị ban hành kết luận số 72 khi mà giao trách nhiệm cho người đứng đầu trong quyết định đầu tư mang lại ý nghĩa ra sao ạ? Giao trách nhiệm cho người đứng đầu trong quyết định đầu tư ấy, nó là một bộ phận, một nội dung trong một cái lớn hơn rất nhiều. Đó là gì? Đó là tăng phân cấp phân quyền. Để từ đó nó giúp rút ngắn cái thời gian trong quá trình ra quyết định đầu tư. Người đứng đầu là không né trách nhiệm được nữa. Không đổ cho ai, không đổ cho cấp dưới, không đổ cho đơn vị khác. Khi mà tất cả nó nằm trong bàn của anh rồi, trong trách nhiệm anh ký rồi mà anh không ký, đấy là lỗi của anh. Và đây chính là một trong những cái mà để giúp cho vấn đề mà đánh giá, phân loại cán bộ. Những người nào mà yếu thực sự, cả yếu năng lực, cả vì yếu bóng vía, cả sợ trách nhiệm, rồi tìm mọi cách để uốn éo đó, sẽ bật ra khỏi cái guồng máy quản lý. Ngay từ đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều văn bản yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đối với từng giai đoạn thực hiện các dự án đầu tư. Cụ thể, dự án xây dựng đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đang được tỉnh này tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư, đề xuất dự án bám sát các bộ ngành trung ương để triển khai công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, tiếp thu giải trình ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Hội đồng thẩm định liên ngành gửi thông báo thẩm định. Còn với dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liêm Khương, tỉnh Lâm Đồng cũng đang đôn đốc nhà đầu tư đề xuất dự án trình báo cáo cuối kỳ, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các sở ngành có liên quan để xin ý kiến góp ý ngay sau khi nhà đầu tư nộp hồ sơ. Đối với các khu tái định cư phục vụ hai dự án cao tốc, các địa phương đang lập quy hoạch khu vực dự kiến triển khai dự án để có cơ sở lập thẩm định phê duyệt dự án đầu tư. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đặc biệt là hai dự án xây dựng đường cao tốc, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất một số giải pháp, trong đó các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm xây dựng tiến độ chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư triển khai thực hiện với mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 đạt tỷ lệ giải ngân từ 50% kế hoạch trở lên. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 đạt từ 95% kế hoạch trở lên và đến ngày 31 tháng 1 năm 2025 đạt 100% kế hoạch vốn bố trí. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản quy định sẽ lấy kết quả thực hiện các công trình dự án trọng điểm làm tiêu chí để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu. Chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình ạ. Các vị khách mời có nhìn nhận như thế nào về các giải pháp mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra để khắc phục câu chuyện đó là chậm giải ngân vốn đầu tư ạ? Ta thấy là trước cái việc giải ngân hết sức là chậm trễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ấy, các cơ quan chức năng cũng như từ Đảng đến chính quyền thì đưa ra rất nhiều những cái giải pháp. Thứ nhất là giao cho cái Sở Kế hoạch Đầu tư, có nghĩa là phối hợp với Bộ Tài chính, anh chủ trì, anh đi xem xét kiểm tra từng cái dự án một và xem xét những nguyên nhân như thế nào. Và những vấn đề nào ví dụ như là thuộc thẩm quyền của anh ấy thì anh phải tự giải quyết và quyết định xử lý những vấn đề đó. Còn những vấn đề mà vượt quá thẩm quyền ấy mà do cái sự khó khăn, sự ách tắc như vậy đấy, những cản trở như vậy thì anh
trình lên cấp trên. Cách làm thì theo tôi nghĩ là cũng hết sức là kịp thời, phải nói là hết sức là sát sao. Cách làm của Lâm Đồng có hai cái điểm rất là hay và hoàn toàn các địa phương khác có thể áp dụng và trên thực tế cũng đã áp dụng. Thứ nhất đó là quan điểm của Ủy ban Lâm Đồng là phải nhận diện và tháo gỡ khó khăn, nó gắn liền với từng giai đoạn cụ thể, từng dự án cụ thể, từng vấn đề cụ thể. Và nếu nó xuất phát từ đâu, nói như tôi sẽ lòng đấy, nó vướng ở khâu nào thì bám vào đó để giải quyết. Đây là cách làm nó rất là quyết liệt và cụ thể và đồng thời mang tính khả thi. Cái thứ hai nữa là nó quán triệt được tinh thần của Trung ương trong cái vấn đề về gọi là tăng cường trách nhiệm và yêu cầu vị trí việc làm nữa. Thì Lâm Đồng là thực hiện rõ cái việc mà cụ thể hóa trách nhiệm của cá nhân và lấy cái kết quả giải ngân này để đánh giá cái kết quả hoàn thành nhiệm vụ gắn với chỉ tiêu thi đua, nó gắn với cái việc mà bình xét sau này. Vậy theo các vị khách mời thì đâu là giải pháp để có thể thực hiện tốt kết luận số 72 của Bộ Chính trị khi giao trách nhiệm cho người đứng đầu trong quyết định đầu tư ạ? Chết, chúng tôi cho rằng là để thực hiện tốt cái kết luận này thì chúng ta phải hiểu kết luận cái đây. Tức là cả đơn vị và các người đứng đầu, nhất là người đứng đầu, phải đọc thật kỹ, thấm từng chữ. Chúng tôi đã đọc rồi và thấy rằng là kết luận 72 cực kỳ là quan trọng và cực kỳ là đắt từng chữ một. Không bỏ chữ nào cả và mỗi chữ nó đều hàm những cái thông điệp, hàm những cái nội dung rất là sâu sắc. Sau đó là phải đảm bảo cái việc mà hoàn thiện cơ sở pháp lý để cho các cái hệ thống pháp lý nó làm được hai việc. Việc thứ nhất là chất lượng phải tốt hơn để từ đó tạo thuận lợi cho người làm việc và tránh những khó hiểu, tránh những cái mà hiểu đa chiều, hiểu đa nghĩa hoặc là không biết làm thế nào. Cái thứ hai là phải cụ thể hóa cái quyền của người đứng đầu ở đâu trong cái quy trình đầu tư công. Việc gì anh là người chịu trách nhiệm cao nhất và anh được quyền quyết định, cái gì anh phụ thuộc vào chỗ khác, cái phải thật rõ. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bên, bởi vì liên quan tới đầu tư đó thì nó có rất nhiều các bên có liên quan. Vì thế cái quy chế phối hợp giữa các bên là rất cần thiết. Đồng thời phải rõ trách nhiệm của từng đơn vị một, của từng người đứng đầu đơn vị một, để đảm bảo ra là khi tôi ký đúng quy trình, đúng trách nhiệm của mình thì là nếu anh chưa ký thì là lỗi của anh. Điều thứ ba nữa là anh phải bổ sung thêm thật sớm cái cơ chế bảo vệ người dám nghĩ dám làm. Và đặc biệt là phải đưa ra một tư tưởng rằng là nếu người đó làm vì muốn đổi mới, vì muốn cống hiến chứ không vì bất kỳ lợi ích cá nhân nào thì cùng lắm anh chỉ phê bình thôi. Không thể mang ra quy các loại trách nhiệm cuối cùng là cách chức người ta như là đã có thì như vậy là sẽ tạo ra một cái sức cản rất lớn. Cái thứ tư nữa đó là cần phải xây dựng những cái cơ sở dữ liệu mà có nối gọi là liên thông đó, các cấp các ngành để cho người đứng đầu đó họ có đủ tài liệu tham khảo bên cạnh cái bộ máy mà họ thiết kế phải là rất tốt về năng lực, thì đồng thời cũng phải tạo điều kiện cho người đứng đầu đó họ tiếp cận với các cái tư liệu, các cái tài liệu cần thiết để mà từ đó nó tạo ra những cái gọi là cơ sở để đưa ra quyết định của mình một cách nó chắc chắn, đúng luật và yên tâm. Bên cạnh đó đồng thời thì chúng ta phải là tăng cường cái kỷ cương và kỷ luật trong cái việc giải ngân vốn đầu tư công. Và một vấn đề hết sức quan trọng là phải có một cái chế tài xử lý hết rất là nghiêm. Có nghĩa là trách nhiệm anh như vậy, vi phạm, anh không thực hiện đúng thì cái chế tài xử phạt ra làm sao? Thì đó là một bài học rất là răn đe, là lời cảnh tỉnh cho tất cả những người đứng đầu các cơ quan trong cái việc giải ngân vốn đầu tư công. Vâng, xin chân thành cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham dự chương trình hôm nay với nhiều ý kiến thẳng thắn, khách quan và giàu sức thuyết phục ạ. Thưa các đồng chí, thưa quý vị, như vậy giao trách nhiệm cho người đứng đầu trong quyết định đầu tư góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phân cấp, phân quyền gắn với năng lực tổ chức thực hiện và đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu ở địa phương, rút ngắn quy trình ra quyết định, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện đầu tư. Thực hiện tốt nội dung này, kỳ vọng sẽ đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đến đây, thời lượng chương trình đã hết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và quý khán giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.